Cả nhà ở bên trong thấy Khoa đang chuẩn bị những cái chậu hoa rất là đẹp luôn. Hoa này cả nhà. Đó, mọi người đang chuẩn bị trang trí cái không khí Tết sáng ngày 28. Là ngày cuối cùng mà chị Lan bán rồi đó mọi người. Đúng rồi nha. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Anh Hải đang trang trí, đang dọn dẹp nhà cửa bà con ạ. Cuối năm rồi thì ai cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để đón một cái không khí Tết. Chị Lan, anh Hải cùng với anh Khoa cũng đang dọn dẹp đây là những cái chậu bông cúc đẹp lắm, này mùa 1 là nở ra đó. Và bông cúc đẹp quá Khoa ơi. Anh Khoa đang chêm để đặt cái chậu bông cúc vào bên trong đây nữa nè, chậu thứ hai. Trong kia anh Hải chuẩn bị dắt xe đi mua hoa. Bữa giờ đi quay Tết. Giờ tới giờ chưa được sắm Tết luôn á Khoa. Hôm nay Khoa có gì lì xì cho anh em không Khoa? Tí nữa hôm qua cũng chuẩn bị đi công việc mà con ạ. Anh Khoa ơi, có sắm cây mai không anh Khoa? Bông cúc rất là đẹp nha. Hôm nay bông cúc đặt cây mai ở giữa nhà nữa là lung linh luôn á. Không mà nhiều khi là ở bên trong cũng nhỏ. Hết hôm nay là chị Lan sẽ ngân bán rồi. Có thể là chị Lan sẽ sắm cây mai đặt ở giữa nhà nữa nha. Đây chứ nếu mà bán hàng thì đặt cây mai ở giữa nhà thì nó sẽ chật. Nhưng mà hết hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Chắc là cuối cùng bán online. Chiều nay chị Lan sẽ đi chợ hoa. Hiện tại thì có hai chậu cúc xôi để trước cửa văn phòng nhà Hồng Loan rồi nha bà con. Rất là đẹp, rất là rực rỡ luôn. Hai chậu cúc xôi rất là rực rỡ luôn bà con. Hồng Loan thì trong nhà đang còn chuẩn bị để đi công việc, đi chợ Tết bà con ạ. Lúc đi ra vậy. Cúng của nghệ sĩ. Ui. Tết thì mọi người ai cũng đi mua sắm. Chào cuối năm nha. Đặc biệt là những cái ngày Tết thì tại những chợ hoa xuân sẽ rất là đông vui và nhộn nhịp. Thì bây giờ thì anh Hải cũng chuẩn bị chở chị Lan đi chợ Tết rồi cả nhà. Cái ngày đó bà con. Năm nay Tết vui vui chơi nhảy. Hỏi rất là xinh ha. Hôm nay là ngày cuối cùng bên shop của chị Hồng Loan cũng như là shop Bun Bun là em hết ngày hôm nay là sẽ nghỉ Tết nha. Tới mùng 9 là sẽ mở lại nha cả nhà. Tối hôm qua thì chị Loan cùng với anh Linh Tý và chị Bích Trâm livestream để bán những vé sân khấu tập phú nhuận của kịch đua chen nè, của nước Triệu Kỳ nè, và chơi ma quái đó nghe chị Loan rất là vui luôn. Nó là phải đi gần hết vé luôn, cái vé luôn nè. Về anh Hải đang chuẩn bị để chở bà xã đi công chuyện đó nha. Để xuống rồi, xuống rồi. Xuống bếp rồi. Lên họ mấy cái con gấu cái máy cái đồ không mua mày vậy? Mua rồi chứ anh mua được rồi. Anh Khoa Tết anh ở đây luôn hả anh Khoa? Hay anh về quê? Em quê đây mà. Anh Khoa quê Sài Gòn luôn cả nhà. Thì Tết này đi xem bắn pháo hoa ngoài quận Nhất vui lắm anh. Lên lầu coi sướng hơn. Bây giờ shop mình còn bánh tét không anh?
Anh Hải lên đồ rồi đó nha. Cả nhà hôm nay cô bánh ướt này cục lắc ha cả nhà ha. Cái này cái sách thấy mùi rất là nhiều luôn. Sáng nay anh thu hoạch được gì rồi? Tết này anh về quê luôn ha. Có 5 năm ngày nữa là vậy. Năm ngày nữa. Ủa, hỏi em hỏi anh nói anh ở đây luôn. Có giờ thay đổi hả? Thay đổi. Giờ là về quê. Quê ở đâu? Tây Ninh. Tây Ninh. 5 ngày nữa là qua Tết rồi. 5 ngày nữa là vậy là Tết anh vẫn ở đây, 5 ngày nữa là qua Tết rồi đó. 5 ngày nữa là vô ngay mùng 1, mùng 2 rồi đi về hả? Mùng 3 về. Về Tết về quê tới đây. Mùng 3 về tới đó mùng 9. Mùng 3 về Tết là anh đạp xe đạp tới đó tới mùng 9 mới tới đây. Cái gì? Anh đi xe đạp hả? Đi xe đạp không? Anh đạp xe đạp giỏi lắm, từ đây mà xuống Tây Ninh luôn đó, đi tất cả các tỉnh đó. Chào tất cả anh. Những người ăn ít tiền. Chính thông mình luôn. Tháng đó là để đi. Chỗ này anh có qua bác Ba Chầu không? Ba Chầu bữa nay giờ về Cù Đen rồi. Cù Đen? Cù Đen, Lộc Đen á. Không ở Bình Chính á. Bà Chầu cũng là bạn, mặt trời biết còn năm không biết trước là ở kia Kiên Giang, quê ở Kiên Giang rồi rồi cha chị rồi chị đây